Bí ẩn về lịch của người Maya đã được phanh phui, bác bỏ thuyết âm mưu về thảm họa ngày tận thế. Nền văn minh Maya là một trong những nền văn minh bí ẩn nhất thế giới, khiến nhiều nhà khoa học đau đầu trong nhiều năm qua. Nền văn minh này chứa ẩn những bí ẩn mà đến nay vẫn chưa thể lý giải được. Đáng nói là người Maya có kiểu lịch với chu kỳ 819 ngày. Điều này đã đặt ra nhiều nghi vấn, liệu rằng người Maya có dùng lịch này để dự đoán các thảm họa hay chỉ ra ngày tận thế hay không? Hãy cùng Linus Blog tìm hiểu trong video sau đây nhé. Những người từng cố giải mã chu kỳ 819 ngày của kiểu lịch này đã phải bó tay khi tập trung nghiên cứu các sự kiện trong vòng lặp 819 ngày, hay rộng ra là 45 năm. Các nhà nghiên cứu của Đại học Tulane cho hay, bằng cách tăng thời gian của lịch lên thành 20 chu kỳ 819 ngày, gần 45 năm trên trái đất, một mẫu hình sẽ xuất hiện, trong đó có chu kỳ giao hội, có khi được viết là chu kỳ đồng bộ, của tất cả các hành tinh có thể được quan sát từ trái đất sẽ đều khớp vào kiểu lịch 819 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc người Maya thời xa xưa đã quan sát các hành tinh suốt gần 45 năm để mã hóa vào một kiểu lịch, khiến cho các nhà khoa học hiện đại ngày nay mất nhiều năm để nghiên cứu. Theo đó, chu kỳ giao hội là thời điểm một hành tinh trở lại đúng vị trí của nó trên mặt trời, với góc nhìn từ trái đất. Ban đầu, các nhà khoa học không thể lý giải được việc tại sao các hành tinh đều di chuyển khác nhau lại có mối liên quan đến kiểu lịch 819 ngày. Tuy nhiên, khi nghiên cứu với khoảng thời gian 16.380 ngày, gần 45 năm, tương đương với 20 chu kỳ 819 ngày, thì mọi chuyện dường như đã có câu trả lời. Cụ thể, chu kỳ giao hội của sao Thủy là 117 ngày, tương đương với 1/7 chu kỳ theo kiểu lịch 819. Các hành tinh khác cũng gần như khớp với phạm vi 20 chu kỳ 819 ngày. Theo đó, sao Hỏa có chu kỳ giao hội dài 780 ngày. Điều đáng nói, 21 chu kỳ này đúng bằng 16.380 ngày, tương đương 20 chu kỳ 819 ngày theo lịch Maya. Cũng với cách này, các nhà khoa học có thể tính ra 7 chu kỳ giao hội của sao Kim tương đương với 5 chu kỳ 819 ngày, 39 chu kỳ giao hội của sao Mộc tương đương 19 chu kỳ 819 ngày, 13 chu kỳ giao hội của sao Thổ sẽ bằng với 6 chu kỳ 819 ngày. Từ phát hiện này có thể thấy, thiên văn học của nền văn minh Maya không giới hạn trong một hành tinh, mà được hình thành dựa trên một hệ thống lớn, từ đó tạo ra kiểu lịch 819 ngày. Đây là kiểu lịch mà chúng ta có thể sử dụng cho mọi hành tinh mà con người có thể nhìn thấy từ trái đất. Từ lịch của người Maya, chúng ta có thể thấy rằng họ vô cùng thông minh khi đã tạo ra được một hệ thống dự đoán được thời điểm, vị trí mà các hành tinh xuất hiện trên bầu trời. Bên cạnh đó, những thuyết âm mưu về ngày tận thế hay thảm họa chỉ là những suy luận thiếu chính xác về lịch của người Maya. Trên đây là lý giải về cái gọi là ngày tận thế từ lịch của người Maya. Nếu thấy video hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho kênh sản xuất các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!